Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội khóa 14 Vương Đình Huệ được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Chiều nay, Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tiếp đó, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức, tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp.